Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Clip mới ngày hôm nay thì em có một số tác phẩm lên để giới thiệu báo giá với bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Cửa hàng chúng em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì bà con mình có đi ngang qua lại nhớ ghé xem và tham quan nha. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất nhiều đã ủng hộ trong những clip vừa qua. Thì đầu tiên hôm nay em xin giới thiệu bà con của mình nha. Mã số là 1N. Em có 4 chiếc nhẫn Mỹ nha bà con, khá là đẹp nha. Bà con mình xem nè, mặt thì mặt đá nè. Đá loại đá quý, đá sapphire bà con mình xem nha. Đây. Bốn chiếc thì đều bốn cái màu khác nhau hết. Thì mỗi chiếc thì đều có cái ni tai hết nè. Ví dụ như size này là size 10 nha bà con. Còn này cũng là size 10 nữa nè. Chiếc này thì cũng như thế, size 10 hết á. Bà con mình xem và mình có thể đeo vừa nhẫn ra để mình sưu tầm nha. Khá là đẹp nha bà con. Hàng thì em bao là lành tích liền lạc chuẩn hàng nhẫn Mỹ nha. Về cứ kiểm tra hàng đúng đồ đúng chất lượng thì mình nhận nha bà con. Một chiếc như thế này em giao lưu là 400.000 thôi nha. Có bốn cái màu bà con mình sưu tầm á, cái màu nào thì cứ liên hệ bên em. Mỗi một chiếc là 400 nha, em có 4 chiếc thôi. Và đến với mã kế tiếp theo. Tiếp theo này là số 2N. Em có là hai cái mà cái mặt nè. Bà con mình xem nha. Cái này thì chất liệu của nó bà con mình xem khá là đẹp. Cái này là mặt, này là mặt đá Tây Tạng nha bà con. Được người ta khắc vẽ bên ngoài hoa văn họa tiết luôn nha. Bà con mình xem giúp em nha, khá là đẹp. Cái này thì đường kính cái mặt này em đo lên tới 50 nha, ở 5 phân á, độ dày thì khoảng 1,5 phân thôi. Hàng thì lành lặn liền lạc, hàng này là hàng xưa có tuổi nha bà con. Khá là đẹp, lành tích hết. Đây em thông đèn cho bà con mình xem nè. Đây bà con mình xem nha, thấu quang hết nha. Thấu quang rất là đẹp, đá thiên nhiên, đá Tây Tạng. Hai cái vòng này thì em giao lưu với bà con của mình nha, có giá là 800.000. 800.000 hai cái nha bà con, bao cuối ship nha. Và đến với mã tiếp theo là số 3, em có hai cái tẩu, một cái tẩu là bằng sừng, một cái tẩu là bằng đồng lắc cây bạc nè. Tẩu này tẩu gồng mà bà con mình xem nha, khá là đẹp luôn đó nha, lành lặn và liền lạc luôn. Trên có khảm hai mặt đá ngọc. Chiều dài cái tẩu này thì em đo 13, còn cái tẩu lớn này cũng 13 luôn, nhưng mà cái này nó to, nó lớn hơn, cái này nó bằng sừng. Bà con mình xem khá là đẹp, cái này thì người ta chạm đục gồng luôn, vẫn xài sử dụng được nha bà con. Một cái này thì em giao lưu cái tẩu sừng thì giá là 700.000. Còn cái tẩu bằng gồng nè, người ta đúc gồng nè, đồng lắc cây bạc đó nha, giá là 600. Bà con mình ưng mẫu nào thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo, em tư vấn thêm nha. Em gửi hình ảnh cho bà con mình xem thêm. Rồi mã tiếp theo thì em có hai cái đồng hồ quýt. Một cái là quýt trái táo nha, một cái là quýt hình con gắn, chạy bằng cơ cốt, máy bộ máy vẫn chạy bình thường nha bà con. Sử dụng bao bà con mình về xài sử dụng nha. Mỗi một cái như thế này thì giá 500.000 cho một cái nha. Một cái là quýt trái táo, một cái là quýt con gắn. Bà con mình lấy hai cái thì em bớt cho bà con mình cà phê chút xíu thôi nha. Mấy cái này thì nói chung hàng sưu tầm thì giá nó hữu nghị thôi. Rồi đã tiếp theo số 5. Số 5 này thì em có một tác phẩm nè, hai cái viên bi. Hai viên bi này là người ta mát xa tay. Cái này hàng này thì bà con mình xem nha. Bên trong thì nó giống như là có một cái âm thanh như tiếng đờn vậy đó. Bà con mình nghe nha. Mình đã dùng mát xa tay như thế này. Khá là đẹp nha bà con. Bên ngoài người ta cũng khắc vẽ hình rồng phượng nè. Cái hộp này giá em vô luôn hai viên bi này 300.000 cho bà con mình thôi nha, 300.000 đồng. Hàng này hàng cũng có tuổi á. Và mã kế tiếp nè, 6N thì em có một cái bộ vòng chuỗi. Đây bộ vòng chuỗi này thì chất liệu này của nó thì bằng đá. Này là bằng đá hết nha bà con. Đây thấu quang hết nha, đá khá là đẹp nha. Lành tích và liền lạc nè. Chuỗi này thì mỗi cái viên này của nó thì em độ khoảng 6 cho tới 8 ly. Để em đếm có bao nhiêu cái vòng nha. Cái này thì nói chung cũng khá là nhiều vòng á, để bà con mình sưu tầm về mình làm quà cũng được. 1 nè, 2 nè. Đây là 3 nè nha. 4 nè. 5. Đây là 6. Đây là 7 nha. 7 đều bằng nhau hết. Đây. Còn cái này nữa thì là 8 nè. Đây là 9 nha, khá là nhiều. 10 nè. Và 11, 12 cái vòng chuỗi như thế này nha bà con. Mình sưu tầm mình làm quà mình tặng bạn bè người thân vẫn được nha. 11, 12 cái vòng như thế này giá em giao lưu cho bà con mình là chỉ có 1 triệu thôi nha. Bà con mình quan hỷ 1 triệu đồng thôi. Để bà con mình về làm quà cáp vẫn được, cái đó đá từ thiên nhiên đó nha bà con. Loại đá mà cũng nói chung cũng vài chục năm á. Còn đây mã số tiếp theo số 7 em có hai cái bát. Cái bát này cũng loại bằng một loại đá ngọc quý nha bà con. Đây là loại đá ngọc hoàng long từ thiên nhiên nguyên khối đặc nha. Bà con mình xem màu vàng rất là đẹp luôn. Màu cái nhà màu của nó là màu tự nhiên. Đường kính mỗi cái em đo 12, chiều cao là 6 phân thôi. Bà con mình xem nha, để em thấu đèn thấu quang cho bà con mình xem nè. Khá là đẹp nha bà con. Đây, bên trong bên ngoài luôn.
đá liền nguyên khối á, đá mà đá ngọc hoàng long này á, bà con mình xem mà mình không có hiểu loại ngọc hoàng long như thế nào, mình có thể lên Google mình bấm mình sạp thêm giúp em nha. Hai cái chiếc chén này giá em luôn là 1 triệu nha bà con, 1 triệu đồng. Loại đá ngọc hoàng long là một loại đá quý nha, từ thiên nhiên á, bà con mình cứ lên Google mình bấm. Rồi đến với mã số 8 này thì em có một bộ ấm trà, tách trà và khay trà gồm 6 cái ly, một cái ấm và một cái đĩa. Một cái đĩa lớn nha. Cái này thì bằng đá toàn bộ bằng đá ngọc nguyên khối hết nha bà con. Đó, cái mâm bên dưới cũng như thế, người ta làm cái tác cả thành nha, nhìn rất là đẹp nha, sáng bóng, về mình có thể xài sử dụng được luôn. Ly thì mỗi cái ly em đo trước đi, đường kính nó 6 phân, cao của mỗi ly là 5 phân. Cái mâm khay bên ngoài là chiều đường kính 24, cái ấm trà này có chiều dài 18 nha. Đây bà con mình xem ấm trà đá ngọc nè. Đó, khá là đẹp nha bà con. Đó, hoàn toàn là bằng đá thường thiên nhiên hết nha. Đó, thông đèn thấu quang cho bà con mình xem nè. Đó, khá là đẹp, lành tích và liền lạc, không có bị nứt mẻ gì hết đó bà con. Mình cứ về mình kiểm tra, mình xài sử dụng được luôn nha. Đó, bộ này nhìn đẹp và sang lắm, ấm trà đá ngọc. Đó, nguyên khối, em giao lưu nguyên bộ này giá là 2 triệu 200 ngàn đồng. Và mã tiếp theo là số 9N, một cái chiếc bình khá đẹp và giá trị. Hàng này là hàng tàu xưa, tuổi đời em bao là trên là 70-80 năm trở lên. Mấy cái hàng này nói chung rất là ít nha, cũng rất là hiếm. Bên ngoài là người ta đều là người ta khảm nè, rồi người ta khảm đồng nha bà con, gốm sứ nhưng mà khảm đồng nha. Mang thì theo thời gian 5 tháng quả biến. Ở khảm đây là nguyên một hình một cái con phượng hoàng, bên đây là một con rồng, bên đây là một cái vị như là vị Phật nè. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp, hữu duyên quan hỷ. Chiều cao em đo 30, mặt đường kính 8 phân thôi. Hoành bụng này thì lên tới 48 nha, hàng chuẩn xưa của tàu, hàng giá trị cao cấp. Đây bà con mình xem giúp em chôn đế nha. Đó, rất là đẹp nha, còn mấy này đều là khắc khỏe hết nhân nha bà con. Đó, em giao lưu với bà con mình đó là mã này là 2 triệu 2 nha. Hình tượng Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát á. Và mã kế tiếp theo số 10N, một cái chiếc ấm, một cái chiếc ấm tàu xưa men gạn nữa nha bà con. Mấy cái hàng này là đều có tuổi hết nha. Chiều cao em đo 20, ngang là 16 thôi, lành lặn và liền lạc nè. Mang của nó bà con mình xem nha, khá là đẹp. Đó, hàng lành lặn lành tích hết, không lỗi lầm. Đế đây đó, ấm này giá em giao lưu là 1 triệu 2, bao chuẩn hàng tàu xưa dẻ tay. Và mã tiếp theo số 11N là một cái nhạo, đây là một cái nhạo rượu nha bà con. Nhạo này thì mình nhìn hoa văn quả tiết khỏe rồng nè. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha, hàng tàu xưa bọc đồng miệng đế luôn. Đó, chiều cao tổng này em đo lên tới 26, hoành bụng này của nó lên tới là 38 nha. Nhạo này tuổi đời không dưới 50-60 năm trở lên nha bà con, dẻ hoa văn nè bà con mình xem nha, đậm đà bản sắc luôn nha. Đó, cái này thì giá em giao lưu 1,5 triệu cho bà con mình thôi nha, 1,5 triệu. Số 12 thì em có một cái chiếc bình, một cái chiếc bình phúc lộc thọ nha. Bà con mình xem nước men nè. Bà con mình xem nha, men thì màu sữa gạo theo thời gian. Chiều cao em đo 22, hoành bụng này của nó thì nó lên tới là 37 nha. Hàng này hàng xưa nha bà con, xưa của tàu nha. Trên nắp vẽ những con dê là tượng trưng cho chữ phúc. Đây bà con mình xem chôn đế này nha, màu men rất là đẹp. Đó, bình này giá em giao lưu là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu. Mã tiếp theo số 13 này thì em có một cái đồng hồ con gà chạy bằng cơ cót nha. Về mình có thể chỉnh giờ thiều, mình chạy chỉnh đó. Nó chạy đây, cái chuông nó vẫn xài bình thường nè, mình chỉnh cho giờ nó sau lưng thôi. Đó, tùy hỷ bà con mình chỉnh theo giờ nó sẽ reo. Chiều cao em đo là 16 ngang 12. Đó, con gà thì dây nó mổ, nó nhậu mổ hoài nha. Mặt sau lưng nè, nguyên cái bộ máy của nó nha. Em giao lưu cái tác phẩm này cho bà con mình là 700 ngàn nha bà con, đồng hồ con gà. Và mã kế tiếp theo em có một cặp bình gốm sứ tàu. Cặp bình là lục giác rất là đẹp. Hàng vẽ màu nha, vẽ hai lớp hai da luôn. Đây bà con mình xem nha. Bên dưới là vẽ sơn thủy và tứ quý nha bà con. Với chiều cao này em đo nó lên tới là 54, miệng có đường kính 15. Và hoành bụng này thì nó lên tới là 69 nha. Miệng thì men hai da nè, lành tích không nứt mẻ nha. Men gạn từ trên tới dưới luôn, vẽ rất là đẹp nha bà con. Màu sắc sặc sỡ nha. Chôn đế miệng bình đây, bình này bên ngoài to lớn lắm nha, không hề nhỏ đâu. Nhưng mà giá thì nó mềm thôi. Bà con mình xem khá là đẹp. Gốm tàu men hai da, cặp này em giao lưu là 3,8 triệu cho một đôi như thế này, 3,8 triệu nha. Mã số 15 thì em có một cặp bình nữa nha. Một cặp bình này thì cặp bình tứ giác bình vuông, đây sơn thủy hữu tình nha bà con, quốc tay và vẽ tay 100% hàng tàu. Tổng cái chiều cao của em đo nó lên tới 51, mặt đường kính là 10, đường kính là 15, cái hoành tổng cái bụng là lên tới 63 luôn nha. Không nứt bể tóc gió gì hết nha, lành lặn liền lạc, bao chuẩn bà con mình, hàng vẽ tay 100% nha. Đây bà con mình xem nè. Hàng vuốt tay người ta nó thường mình sờ vào nó sẽ có độ lồi lõm của nó nha. Tùng đình sơn thủy rất đẹp, chôn đế là khỏi chê rồi. Bà con mình xem giúp em.
Cặp này giá em giao lưu là 3.800.000 cho một đôi như thế này, 3.800.000 bao phí vận chuyển và bao kiểm tra hàng. Và đến với mã số tiếp theo là 16N nha bà con, là một cái bộ chanh khá là đẹp nha. Cái bộ chanh này á, bà con mình xem cái tích quê hương thủ quê hương nha bà con, những người nông dân nè họ cày cấy gặt hái bán bưng nha, mua gánh nha. Cái chiều cao mỗi tấm em đo là 49, tổng cái chiều dài 4 tấm này là 76 nha bà con, khá là đẹp. Hàng này hàng xưa nha, mình nhìn là mình cũng biết rồi, cẳng này là cẳng con trai nha. Bà con mình xem giúp em đó, chanh sơn mài mà cẳng luôn, cẳng nổi nha bà con, cẳng những con trai nha. Mấy bức này giờ hàng bây giờ không còn, nó còn lưu lạc lại thôi, chứ hàng này không bao giờ còn sản xuất mới nữa đâu. Đó, tuổi đời khá là lâu năm. Bộ 4 tấm này em giao lưu giá 1.200.000 cho bà con mình thôi nha, 1.200.000 đồng 4 tấm nha bà con. Và mã tiếp theo là số 17. Em có sưu tầm một cái bộ bàn nè, bộ bàn mình ngồi khá là gọn gàng, 6 cái ghế và một cái bàn. Bộ bàn này thì chất liệu của nó là nhôm đúc nha, hàng này là hàng phong cách hiện đại châu Âu. Đó, bà con mình xem khá là đẹp, được người ta đúc là tích nho sóc nha. Đó, bàn tròn liền khối luôn từ chân tới bàn, ghế thì lành lặn hết, ngồi thoải mái. Chiều cao cái bàn này đó là em đo nó tới là 73. Mặt bàn có cái đường kính nha là lên tới 74. Đó, cái tích dây nho nhìn rất là đẹp nha bà con, được người ta mà sơn tĩnh điện vàng đó nha. Đó, mình nhìn xem nhìn nó rất là phong cách, khá là đẹp. Chân thì người ta cũng đúc hình nổi luôn, đó, nho sóc luôn nha. Lành lặn và liền lạc toàn bộ nha, không lỗi lầm. Đó, bà con mình em bao về kiểm tra hàng. Đó, 6 cái ghế gọn gàng mình để không gian như nhà mát hoặc là ngoài ban công vẫn được nha, mưa nắng không hề ảnh hưởng gì. Ghế có chiều cao em đo nó lên tới là 86 nè, đường kính mà mặt lưng ghế là 43, đường kính vị trí mình ngồi 41 luôn nha, chiều cao từ mặt đất lên vị trí ngồi là 43. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Đó, đúc hình là liền khối từ chân luôn. Đó, tích dây nho nó nhìn rất đẹp nha, phong cách quý tộc nha bà con. Đó, bà con mình xem hiện đại. Đó, hàng này thì nói chung thì về xài sử dụng thôi, không phải cổ hồi xưa nha, nhưng mà nó phong cách mà sang trọng quý tộc á. 7 món nha, bộ 6 cái ghế và một cái bàn. Em giao lưu nguyên bộ này giá là cho bà con của mình là bao phí vận chuyển toàn quốc luôn hết là 29 triệu thôi nha. Đó, 29 triệu đồng bao phí ship cho bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Đó, 7 món. Và đến với mã kế tiếp theo 18, em có một cái tủ là Louis cành hồng nha, gỗ gõ được cẳng ốc Singapore vàng chanh. Tủ này là rất là đẹp nha, hàng dày dặn chắc chắn cực cộm luôn. Đó, chiều cao của tủ này là em đo nó lên tới đỉnh mão là 2m2 nha. Và chiều ngang của tủ như thế này là nó lên tới là 113. Đó, 113. Chiều sâu của tủ là 38. Đó, bà con mình xem chạm đục trên là hoa hồng, giữ là cẳng những cái nhánh hoa hồng luôn. Ốc hoàng chanh xanh thiên lý nha bà con, khá là đẹp nha. Đó, dìm là cũng được cẳng luôn nè, đường chỉ dìm hoa văn nè. Ở gỗ thì rất là dày, cái tủ này nói chung rất là dày nha. Em có còn một cây thôi, bây giờ mẫu kia nó khác cái này chút xíu thôi nha. Đó, hôm trước cũng khá lâu em sưu tầm cái này, khách đều rất là ưa chuộng nha bà con. Vì sao nó dày, nó kịch cộm, nó đồng thanh đồng thủ nha. Đó, bà con mà xem bên dưới thì có hai ngăn tủ kéo để mình để đựng đồ, để đồ. Đó, còn ở trên thì cửa mở, những ngăn nắp, mặt gỗ sau lưng cũng là gỗ luôn. Đó, bà con mình xem đố cửa và rất là dày, mấy cái đố cửa này nó dày lắm nha, cẳng từ trên dìm tới dưới nè. Đó, hai nắm cứng cáp luôn nè, mấy cái đố cửa rất là dày. Đây bà con mình xem bên trong nha, ngăn kệ bật của nó từ ngăn cho nên mình trưng bày lên thì nhìn rất là đẹp. Cái này giao lưu thì em sẽ vệ sinh lại, lau chùi sạch sẽ cho bà con của mình nha. À, để giao tận nhà bà con mình xài sử dụng thôi, không cần sơn phết gì nữa đâu. Đó, cái chiếc tủ này cành hồng nha bà con lưu ý nha, rất là lớn. Đó, gỗ sau lưng cũng là gỗ gõ luôn. Đó, lành lặn và liền lạc hết. Đó, bà con mình xem chỗ nào không gõ không kỹ thì liên hệ số Zalo, em sẽ tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn cho bà con mình xem thêm hoặc đến trực tiếp cửa hàng chúng em nha. Chiếc tủ này giá em giao luôn cho bà con mình là 35 triệu, em bao phí cho bà con mình là trên mọi miền tổ quốc nha. Đó, 35 triệu. Còn bà con mình nguyên khu vực miền Tây thì em có thể bất cứ lọc cho bà con của mình nha. Đó, tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào, hẹn gặp lại ạ.